Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình FBNC. Quý vị đang theo dõi bản tin 24/7 và bản tin 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 4,9%. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm thêm 2% đến 2,5% lãi suất cho vay. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân hàng Thế giới WB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay chỉ đạt 4,9%, thấp hơn mức dự báo cũ là 6,5%. Dù vậy thì tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương thời COVID-19 của Ngân hàng Thế giới cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 4,9% với kịch bản là nền kinh tế phục hồi từ giữa quý 3. Còn nếu đại dịch kéo dài đến cuối năm, tăng trưởng GDP chỉ có thể tăng 1,5%. Do chuỗi cung ứng bị gián đoạn nên ngành du lịch, chế tạo và chế biến chịu tác động tiêu cực nhất từ đại dịch này. Dự báo áp lực lạm phát cũng sẽ tăng lên tạm thời với chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,5% trong năm nay. Khi chúng ta nhìn ra đường thì có thể cảm nhận được mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh. Các ngành như là du lịch, thương mại của Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việt Nam có thể mất từ 3 đến 5% tăng trưởng nếu không có các giải pháp tài khóa, tiền tệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 vẫn khả quan hơn nhiều nước trong khu vực, nên Việt Nam vẫn có cơ hội vực dậy sau cú sốc này. Tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển tại Đông Á-Thái Bình Dương trong năm nay dự báo là 2,1% và 0,5%. Riêng tăng trưởng GDP của nền kinh tế thứ hai thế giới là Trung Quốc dự báo là 2,3% và 0,1%, ứng với hai kịch bản trên. Dù vậy, Ngân hàng Thế giới cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ quay lại lên 7,5% trong năm 2021 và 6,5% trong năm 2022. Nguyên nhân là do sức cầu bên ngoài được cải thiện, ngành dịch vụ được củng cố và sản xuất nông nghiệp dần khôi phục. Hiện Ngân hàng Thế giới cũng đã triển khai gói tài chính nhanh trị giá 14 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường ứng phó với đại dịch trên toàn cầu và rút ngắn thời gian phục hồi. Trong đó, Việt Nam có thể tiếp cận 50 triệu đô la Mỹ từ gói hỗ trợ này. Do chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2020 của Việt Nam đã tăng thấp nhất trong 10 năm qua. GDP quý 1 2020 ước đạt 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nền kinh tế quý 1 2020, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,11%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,52%, khu vực dịch vụ chiếm 43,71%. Khu vực nông lâm nghiệp thủy sản quý 1 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, hạn hán xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản. Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn khi số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên đến 18,6 ngàn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy CPI bình quân quý 1 2020 tăng 5,56% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê cho biết, do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, ngành công nghiệp quý 1 năm 2020 đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý 1 năm 2020 ước tính tăng 5,28%. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng 10,45% của quý 1 2018 và 9% của quý 1 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tăng 7,12%, cùng với đó là ngành khai khoáng khoáng sản giảm 3,18% do khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm mạnh lên đến 10,4%. Theo Tổng cục Thống kê, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý 1 2020 tăng thấp ở mức 2,8% so với quý 1 2019. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính tại thời điểm 31 tháng 3 2020 tăng 24,9% so với cùng thời điểm năm trước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành chỉ thị số 02 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Trong đó đáng chú ý, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục giảm mạnh lãi suất cho vay. Các ngân hàng thương mại cũng đã đồng thuận với việc tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay với mức giảm lên tới 2% trên năm. Đặc biệt, có ngân hàng giảm tới 2,5% trên năm cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch và các lĩnh vực sản xuất chính yếu của nền kinh tế. Điều này sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ còn 4,5 đến 5% trên năm.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành công điện số 03 để bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc để hoạt động của hệ thống ngân hàng đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và hoạt động an toàn, thông suốt, đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân và nền kinh tế. Công điện cũng nêu rõ, trong những ngày thực thi việc cách ly xã hội, thì mọi giao dịch ngân hàng, từ chuyển tiền, rút tiền, nộp tiền vẫn được đảm bảo thông suốt. Thưa quý vị, Hội đồng châu Âu đã thông qua thủ tục cuối cùng liên quan đến việc hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, mở đường cho việc thực hiện hiệp định này. Hiệp định EVFTA hiện chỉ còn chờ Quốc hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp tới và Chủ tịch nước ký ban hành là sẽ chính thức có hiệu lực. Bộ Công Thương nhận định Hiệp định EVFTA đi vào thực thi được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ hội lớn thâm nhập thị trường quy mô GDP tới 18.000 tỷ đô la Mỹ. Ngay khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 97,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Theo công bố của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ ngày 29 tháng 3, giá xăng trong nước và các mặt hàng dầu tiếp tục đi xuống. Theo đó, thì mỗi lít xăng giảm hơn 4.000 đồng, về chưa đến 12.000 đồng, mức thấp nhất trong 11 năm qua. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 4.100 đồng, xăng RON 95 hạ 4.252 đồng, dầu hỏa là 2.705 đồng, dầu diesel giảm 1.776 đồng và dầu mazut giảm 1.048 đồng. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa là 11.956 đồng một lít, xăng RON 95 là 12.560 đồng, dầu hỏa không cao hơn 9.141 đồng và dầu diesel là 11.259 đồng và mazut rút tối đa là 9.453 đồng một lít. Đây cũng là mức thấp nhất của giá xăng từ tháng 4/2009, cũng là đợt giảm thứ 6 liên tiếp từ đầu năm đến nay. Cùng với giảm giá, nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá từ 300 đến 1.150 đồng một lít hoặc 1 ký xăng dầu. Thưa quý vị, giá xăng giảm xuống mức thấp nhất 12.000 đồng một lít khiến nhiều nơi người dân đổ xô đi mua xăng dầu để tích trữ. Trước tình trạng này thì Bộ Công Thương mới đây lên tiếng khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu để tích trữ. Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bộ khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu vì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư. Không những thế, vì tập trung đông người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm, lây lan dịch bệnh và không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh. Bộ chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh đảm bảo nguồn cung xăng dầu, kiểm tra xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các hãng tàu bỏ qua tuyến Trung Quốc dẫn đến sự sụt giảm về hàng hóa từ 15 đến 20%. Số lượng lượt tàu giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019 đối với một số khu vực có lượng tàu hoạt động thường xuyên như Quảng Ninh, Trung Quốc. Cục Hàng hải kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ được phép áp dụng mức giá thấp hơn 30% so với mức giá dịch vụ tối thiểu quy định tại Thông tư số 54/2018, khung giá dịch vụ hòa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. Cơ quan này cũng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải có chính sách giảm phí neo đậu trong thời gian chờ tàu để thực hiện kiểm dịch, cách ly theo dõi dịch bệnh. Thống kê của ngành thuế cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh và 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Theo thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố chiều ngày 30 tháng 3 cho biết, số thu ngân sách nhà nước tháng 3 do ngành thuế quản lý đạt 89.000 tỷ đồng, qua đó nâng tổng số thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 339.035 tỷ đồng, tương đương với 27% so với dự toán pháp lệnh.
bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng cục thuế đánh giá thu vẫn tăng khá, song diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là từ tháng 3, số thu đã có ảnh hưởng rõ rệt. Một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh. Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trong quý 1, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp, có 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 doanh nghiệp và 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của bản tin 24/7. Quý vị đừng rời kênh nhé, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 ngay sau đây. Dừng toàn bộ các phương tiện vận chuyển hành khách từ mùng 1 tháng 4. Các doanh nghiệp đồng ý kéo giá heo hơi xuống 70.000 đồng một kg. Quý vị đang theo dõi bản tin 24/7 trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, các phương tiện vận chuyển hành khách về Việt Nam và tại Việt Nam sẽ phải dừng hoạt động trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các địa phương trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 phải dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, dừng hoạt động các xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt trong cả nước. Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương dừng chở khách từ bờ ra đảo trong 15 ngày. Các trường hợp đặc biệt như lý do công vụ, vận chuyển nhu yếu phẩm, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa thì được phép lưu thông. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam. Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường giám sát tất cả người đến thành phố. Mọi hành khách vào Thành phố Hồ Chí Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, các bến xe liên tỉnh, các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố, miền Đông, miền Tây, Củ Chi phải khai báo y tế, kiểm dịch y tế. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn giảm giá điện cho một số đối tượng khách nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19. Theo đó, việc miễn giảm giá điện sẽ tập trung cho các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm và các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Cụ thể, các tổng công ty điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn. Cùng với đó, xem xét để giãn thời gian thu tiền điện một tháng trong thời gian chống dịch. Trong 3 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua ngoài của EVN đạt 54,904 tỷ kWh, bằng 21,82% kế hoạch và tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện thương phẩm đạt 49,220 tỷ kWh, tăng 6,334% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện EVN đã lên các kịch bản đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn mùa khô và nhu cầu phụ tải cả năm 2020. Mặc dù tỉnh Bình Phước chưa xuất hiện trường hợp nào mắc COVID-19, nhưng dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường các mặt hàng nông sản chủ lực tỉnh. Hiện nhiều cơ sở doanh nghiệp chế biến sản xuất hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước bị tác động nặng nề, thậm chí đóng cửa vì thị trường xuất khẩu gần như đóng băng hoàn toàn. Kho hàng này có sức chứa hơn 100 tấn, thế nhưng hiện nay trong kho có chứa đầy 10 tấn hạt điều thành phẩm. Nếu không bị tác động xấu từ dịch COVID-19 thì cơ sở này sản xuất hơn 3 lần thành phẩm trong kho như hiện nay để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thị trường gần như đóng băng. Chỉ mong muốn rằng là tất cả mọi kiểm soát dịch bệnh làm sao do nó đến nơi đến chốn. Rồi là mong muốn thứ nhất là giảm tối đa cái dịch bệnh, cái thứ hai là dứt điểm cái dịch bệnh này là cho cái thị trường nó mở cửa. Sản phẩm không tiêu thụ được nhưng các cơ sở doanh nghiệp đều phải loay hoay chạy vốn và gánh lãi vay thu mua nguyên liệu sản xuất hàng ngày. Còn đối với những cơ sở nhỏ lẻ hơn, không còn cách nào khác buộc phải đóng cửa. Chúng tôi thấy là rất là khó khăn. Thứ nhất là trong vấn đề là xuất nhập khẩu này, chứ bây giờ chúng tôi làm không được. Trong khi cái vấn đề dịch bệnh như vậy thì công nhân bây giờ không dám làm, thì bây giờ cửa hàng, cái xưởng như tôi bây giờ đóng cửa, giờ làm ăn không làm được, bây giờ toàn bộ hàng hóa giờ chất đống, bây giờ không sản xuất ra được. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước có không ít cơ sở hạt điều phải đóng cửa dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguyên liệu thì là giờ là đến mùa thu hoạch thì dân người ta thu hoạch, nhưng mà mua nguyên liệu vào nhưng mà không có đầu ra.
cái thứ nhất là nguyên liệu không có đầu ra, nhưng mà giờ vốn ngân hàng là chúng tôi là phải mượn theo định kỳ, là phải mượn, chứ nếu mà không mượn là không có vốn để sản xuất, là cái thứ nhất là phải đóng lãi khống cho ngân hàng, và thuế là thu hàng năm là chúng tôi vẫn phải đóng. Đây, nhiều những cái nguyên liệu như vậy là công nhân của chúng tôi là giờ phải chơi, không có việc nào. Tác động của dịch COVID-19 đến ngành điều là khá nặng nề. Tuy nhiên, cũng chính từ dịch bệnh này cho thấy ngành điều nói chung và các cơ sở kinh doanh mặt hàng nông sản này thì cũng cần tìm những thị trường mới, không chỉ phụ thuộc vào một thị trường truyền thống để tránh những rủi ro. Thưa quý vị, trong cuộc họp với Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường ngày 30 tháng 3, các doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn đã cam kết đưa giá thịt heo hơi xuống 70.000 đồng kg từ ngày 1 tháng 4. Sau khi công ty CB cam kết đồng hành đưa giá heo hơi xuống mức 70.000 đồng một ký, thì đại diện các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi heo như công ty CG Vina, Dabaco, Sapa Compic, Emivest cũng đã cam kết sẽ điều chỉnh đồng loạt giảm giá heo hơi về mức 70.000 đồng một ký kể từ ngày 1 tháng 4, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, 15 trên 15 doanh nghiệp có mặt tại cuộc họp đã cam kết hạ giá heo hơi xuống mức 70.000 đồng một ký từ ngày 1 tháng 4. Thưa quý vị, dịch COVID-19 khiến sản lượng tôm sang EU, Trung Quốc giảm mạnh, nhưng tôm Việt đã tạo ra sức bật mới ở thị trường Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Số liệu thống kê của hải quan cho thấy, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 2 đạt 194,5 triệu đô la Mỹ, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, tôm xuất đạt 383,4 triệu đô la Mỹ, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng khả quan khi mà xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm đều đi xuống. Riêng tôm Việt sang thị trường Trung Quốc giảm gần 60% trong tháng 2. Kết quả này có được nhờ xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đều tốt. Tôm xuất sang Nhật Bản 2 tháng đầu năm đạt 78,8 triệu đô la Mỹ, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản đang là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 20,6% tổng giá trị xuất khẩu. Tôm Việt xuất sang Mỹ 2 tháng đầu năm đạt 74,2 triệu đô la Mỹ, tăng 22,3%. Hàn Quốc đạt hơn 46 triệu đô la Mỹ, tăng 12,4%. Theo FASEP, thị trường Hàn Quốc chưa bị ảnh hưởng nhiều trong 2 tháng đầu năm, nhưng sẽ chịu tác động trong thời gian tới. Nếu ngành tôm duy trì sản xuất ở mức vừa phải, dự trữ một phần cầm cự ít nhất đến tháng 6, FASEP hy vọng xuất khẩu sang thị trường này sẽ ổn định. Thưa quý vị, thông tin về thị trường là một trong những chìa khóa giúp người nông dân sản xuất linh hoạt và chủ động đầu ra cho nông sản. Và để hiểu rõ thêm về điều này thì kính mời quý vị đến gặp gỡ ông Từ Minh Thiện, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch Việt Nam Consulting Group VCG ngay sau đây. Vâng, cảm ơn hai ông đã nhận lời mời đến cuộc trao đổi ngày hôm nay. Đối với ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay thì nông sản thiếu thì sụt giá, thưa thì rớt giá. Liệu nguyên nhân có phải là do người nông dân chưa nắm bắt được thông tin về thị trường hay không ạ? Nông sản cũng như tất cả những sản phẩm khác đều tuân theo quy luật của thị trường đó. Nhưng mà trong nông nghiệp nó có một điều khác biệt, đó là cái tính thời vụ. Đối với một số nông sản thì có thể ta sử dụng những ứng dụng công nghệ ở trong nông nghiệp để chúng ta làm rải vụ ra. Tức là những sản phẩm nó sẽ không theo đúng như cái mùa vụ. Nếu chúng ta nói là người nông dân mà thiếu thông tin thị trường, điều đó đúng. Tại vì có thể không có đầy đủ những thông tin về cái diễn biến của giá cả hàng năm. Tất nhiên người ta cũng biết là cái mùa vụ người ta rơi vào cái thời điểm nào, thì thời điểm đó thì giá cả có thể người nông dân thì dự đoán được. Nhưng cái điều quan trọng là người nông dân không thể nào có cái vị thế để mà là cái đơn vị quyết định giá, là cái người có thể quyết định giá. Tại vì nhiều người nông dân thì cái vị trí ở trong cái thị trường rất là nhỏ, do đó họ không thể nào quyết định giá được, và cái giá phải tùy thuộc vào cái thị trường và cái nhu cầu. Vâng, cảm ơn ông. Vậy theo ý kiến của ông Đức thì ông nghĩ như thế nào về điều này ạ? Dưới cái thời đại công nghệ Internet thì bây giờ thông tin có rất là nhiều, nhưng mà theo như là ta biết là nông nghiệp nó khác với những ngành công nghiệp khác. À, cho dù là tính thời vụ hay là cây lâu năm đi chăng nữa, thì khi người nông dân có biết đi chăng nữa, cái thông tin đó đến thì họ cũng không thể nào ứng phó kịp thời. Nhất là trong một cái tổ chức nông nghiệp của chúng ta hiện tại là những cái nông hộ là ở một cái quy mô rất là nhỏ, và thứ hai là cái đầu ra của nông nghiệp hiện tại thì lại tập trung vô những cái nơi bán bên đại diện ta chính là Trung Quốc, thì cái mức rủi ro nó rất là cao. Thế thì khi chỉ cần được là cái đối tác lớn ngưng không mua nữa, và như vậy thì doanh nghiệp có thể ngừng mà thu mua, thương lái có thể ngừng thu mua, nhưng người nông dân thì không thể ngừng bán được. Tại vì khi đó đã đến hạn rồi, thì như vậy là cái việc
Cho dù thông tin có đến kịp thời thì người nông dân là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Không phải nông hộ nào cũng có thể nhìn nhận được vấn đề này. Vậy thì các doanh nghiệp như ông có những giải pháp nào để hỗ trợ cho người nông dân ạ? Ta xây dựng những cái nền tảng platform để mà tất cả người nông dân này họ có được cái thông tin và họ phải tham gia vào cái platform đó. Tức là cái nền tảng họ cũng sẽ là một chủ, một cái người tham gia với user trong đó, và họ đăng ký vào đó là họ biết được cái thông tin nơi nào sẽ mua và mua như thế nào. Đấy, thì và cái người mua này họ cũng biết được cái thông tin là họ sẽ kết nối với ai. Sự khi người nông dân họ nắm được cái thông tin thị trường như tôi đã nói, cái người nông dân này thì họ sẽ có được một cái sự chuẩn bị nó tốt hơn cho cái nông sản của họ. Thí dụ như họ có thể rải vụ hoặc là họ điều chỉnh lại cái sản lượng để làm sao cho cái sản lượng họ không quá nhiều vào lúc nó đang dội chợ. Họ có thể chuyển sang sản xuất một cái sản phẩm khác mà lúc đó đang có nhu cầu tốt, để họ thứ nhất là rải vụ, thứ hai đa dạng hóa sản phẩm, và lần thứ ba nữa là họ điều chỉnh sản lượng. Tức là làm như vậy, khi có thông tin về thị trường nó sẽ giúp cho người dân bảo vệ được cái thành quả sản xuất của họ, và có thể họ có được một cái doanh thu tốt cũng như có được cái lợi nhuận tốt, và nó coi như là bảo đảm được cái rủi ro đó. Nếu ứng dụng những công nghệ cao thì chúng ta vẫn có thể sản xuất được những sản phẩm ôn đới ngay tại cái xứ nhiệt đới chúng ta hiện nay, thì nó giúp cho người nông dân họ đa dạng hóa được cái sản phẩm và nó giảm được cái rủi ro, và những cái đó nó giúp người ta là sẽ đầu tư yên tâm hơn vào nông nghiệp. Và khi mà đầu tư vào nông nghiệp thì các nước nhìn Việt Nam chúng ta sẽ là quốc gia vững mạnh về nông nghiệp, là cái nơi là nguồn cung nông nghiệp trên thế giới. Vậy trên bình diện quốc gia thì cái vấn đề và thương hiệu của Việt Nam chúng ta là một quốc gia để sản xuất nông nghiệp một cách bền vững, ổn định và có chất lượng, nó sẽ là một điều tốt cho quốc gia chúng ta. Bây giờ những nông hộ nhỏ thì cái quan hệ trực tiếp của họ, cái đầu ra là các cái thương lái thu mua ở tại các cái vườn ở tại nhà của họ. Và như vậy thì cái việc hợp tác, cái mối quan hệ giữa nông dân và thương lái rất là quan trọng. 2-3 năm qua thì các cái doanh nghiệp, các cái thị trường trong nước cũng đã có những cái hoạt động để mà hỗ trợ cho nông dân, thì cũng được coi như là tạm ổn. Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Thiện là cái vai trò của nhà nước tính định hướng và tập trung được cái thông tin để có thể dựa vào đó và phối hợp hợp tác chặt với nhau trong vấn đề tốt. Thông tin không thì chưa đủ mà còn phải có những cái dịch vụ kèm theo để hỗ trợ cho người nông dân, để có những cái bảo đảm, bao gồm không giới hạn câu chuyện về bảo hiểm, tái bảo hiểm cho cái vụ mùa và cả các cái kho tồn cho nông sản. Vâng, xin cảm ơn hai ông về những chia sẻ này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của bản tin 24/7. Robot tự động phục vụ trong khu cách ly. Nghỉ làm vì dịch COVID-19, lao động có được trả lương. Sau đây là những thông tin hấp dẫn ở phần tiếp theo của bản tin 24/7. Thưa quý vị, startup cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ di động eDoctor vừa chính thức công bố được rót vốn từ 4 quỹ đầu tư lớn là Cyber Angel Venture, Genesia Venture Nhật Bản, Bon Angel và NextGen Hàn Quốc. Số tiền cụ thể không được phép tiết lộ theo thỏa thuận hợp đồng, nhưng tổng khoản đầu tư ước toán hơn 1 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả số vốn được eDoctor kêu gọi thành công qua chương trình xuất tăng Việt Nam vào tháng 9 2019. Đại diện eDoctor cho biết sẽ dùng khoản đầu tư mới này để tiếp tục xây dựng hệ thống tư vấn sức khỏe từ xa và đưa dịch vụ y tế đến tận nhà người dùng thông qua ứng dụng di động. Hiện tại, với ứng dụng chăm sóc sức khỏe trực tuyến eDoctor, người dùng có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ mọi lúc mọi nơi, đặt các dịch vụ xét nghiệm tại nhà, nhận kết quả sau 3 giờ, đặt dịch vụ khám và tư vấn sức khỏe tại nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, eDoctor đang hợp tác với hơn 500 điều dưỡng, hơn 400 bác sĩ, 80 phòng khám và bệnh viện trên cả nước và đã phục vụ gần 100.000 lượt khám sức khỏe cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nguy cơ lây lan rộng, các ứng dụng thăm khám sức khỏe tại nhà như eDoctor giúp người dân hạn chế đến các nơi đông người như bệnh viện, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Thưa quý vị, nhằm giảm bớt những khó khăn của các y bác sĩ, các giáo viên của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã nghiên cứu và chế tạo ra robot phục vụ tại các khu cách ly của bệnh viện. Với cách sử dụng đơn giản, tính năng đầy đủ, robot này có thể giúp giảm tỷ lệ tiếp xúc giữa các y bác sĩ với người nghi nhiễm COVID-19. Thiết kế chắc chắn,
di chuyển linh hoạt, có thể chở nặng lên đến hơn 100 kg, đặc biệt là camera tích hợp có thể quan sát và giao tiếp. Robot BK Anti-Covid là sản phẩm do giáo viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sáng chế theo đơn đặt hàng của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Sau khi vô nói yêu cầu là phải tiệt trùng rồi phải điều khiển chạy chậm mà đi vô khu cách ly cần camera thì nói chung là nhiều thứ nó hoàn toàn khác những cái con mà tôi đuổi ra làm. Cho nên là theo yêu cầu của bệnh viện thì tôi mới triển khai là tốc hành để chế tạo robot này. Bước đầu thì thấy cảm giác rất là đơn giản, dễ sử dụng. Có thể là tất cả các nhân viên thì đều có thể sử dụng được. Và sạc pin, sạc đồ hết cũng đơn giản, lắp ráp cũng rất đơn giản và thuận lợi. Với những ưu điểm trên, robot này cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển thuốc, thức ăn hàng ngày của bệnh viện tại khu cách ly và có thể vệ sinh, khử trùng dễ dàng, giúp giảm tỷ lệ tiếp xúc trực tiếp giữa các y bác sĩ với người nghi nhiễm. Bước đầu như vậy thì chúng tôi thấy rằng là giảm thiểu được số lần mà nhân viên y tế vào khu cách ly, cũng như là giảm thiểu được cái số phương tiện bảo hộ mà chúng ta phải bận vào khu cách ly. Thay vào đó thì chúng ta sử dụng robot vận chuyển này. Trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh, áp lực của y bác sĩ tại các khu vực cách ly sẽ được giảm xuống rất nhiều khi đưa những con robot như thế này vào hoạt động. Và những sáng chế như thế này rất được hoan nghênh và nhân rộng. Thành phố Đà Nẵng có hàng ngàn doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, cơ sở lưu trú đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Giữa bối cảnh hoạt động khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tích cực đồng hành, tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch. Khách sạn 4 sao này với gần 130 phòng nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cùng chung tay chống dịch, chủ doanh nghiệp đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với mong muốn tự nguyện cho thành phố mượn toàn bộ cơ sở vật chất để làm khu cách ly tập trung. Không chỉ đơn vị này, hiện nhiều cơ sở lưu trú du lịch khác trên địa bàn cũng đăng ký sẵn sàng cho mượn khách sạn để làm nơi cách ly tập trung khi cần. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và với mong muốn là cũng đóng góp cái sức mình vào cái công cuộc phòng chống dịch bệnh này thì khách sạn, công ty đã sẵn sàng bàn giao mọi thứ rồi. Và cái việc bàn giao này là cho đến khi nào kết thúc dịch và khi nào thành phố là không có nhu cầu sử dụng nữa. Trong bối cảnh mà việc duy trì hoạt động để tồn tại đã khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng không ngần ngại chung tay góp sức tăng cường hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch. Với cái thư kêu gọi của lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố thì chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố và hy vọng với cái sự chung tay góp sức này thì chúng tôi sẽ chia sẻ được phần nào cái khó khăn của các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch. Doanh nghiệp thì bây giờ tất cả hầu như ai cũng khó khăn vì không buôn bán, vì không có doanh thu mà làm gì có đồng lãi. Nhưng mà tôi nghĩ chung tay cái này thì nó cũng nhỏ. Cái này không phải việc thiện mà cái này là một cái để giúp những cái y bác sĩ, những cái người mà đứng trên tuyến đầu, người ta đang chiến đấu với bệnh tật. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đến nay các doanh nghiệp đã ủng hộ hơn 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên bệnh viện, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Y tế cũng như là sự giúp đỡ đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ chúng tôi và động viên chúng tôi trong công tác phòng chống dịch. Hiện Đà Nẵng còn hơn 1.000 người đang được theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung. Công tác phòng chống dịch tại địa phương này đang được kiểm soát hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành tiếp sức của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì không ít người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 đã được cách ly kịp thời và nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc cho nhân viên nghỉ làm luân phiên để phòng tránh dịch bệnh. Vậy lương của người lao động sẽ được tính như thế nào? Đây cũng đang là một bài toán khó đòi hỏi sự hài hòa trong việc vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chỉ trong vòng 2 tháng, doanh thu của công ty này đã bị sụt giảm đến 40% với nguồn nguyên liệu chủ yếu từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Các sản phẩm da giày của công ty được xuất khẩu sang các thị trường chính là châu Âu và Mỹ. Song với dịch COVID-19 lan rộng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thời gian qua, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc làm của người lao động. Giờ tất cả mọi người công nhân đi lao động thì bọn em cũng muốn là giám đốc công ty và công ty có nhiều việc làm cho bọn em làm để bọn em có thu nhập và để cho nuôi con ăn học. Là một người đi lao động thì bọn em cũng trông chờ tất cả vào đồng lương, bọn em không có một cái gì thu nhập ngoài ra. Trước mắt công nhân cắt giảm tăng ca do không có đơn hàng. Song nếu tình hình dịch kéo dài, doanh nghiệp này cho biết sẽ có thể tính đến phương án cho công nhân nghỉ luân phiên và hưởng 70% lương chờ việc.
vẫn không đảm bảo việc làm nghỉ luân phiên thì thực ra đầu tiên nó là ảnh hưởng đến đời sống của người, ảnh hưởng lao động. Hai là ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp. Thì bây giờ công dân dưới thời điểm này thì công nhân nếu mà có nghỉ việc thì công ty vẫn phải thanh toán lương trở việc cho anh em công nhân. Với điều kiện như này và cái ảnh hưởng đến sản xuất như này thì cái tài chính của công ty nó sẽ ảnh hưởng. Đây là những đơn vị đang xây sở tìm các giải pháp tháo gỡ để vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp không thể tiếp tục duy trì việc kinh doanh nên đã quyết định tạm ngưng hoạt động hoặc cho nhân viên nghỉ việc. Một số trường hợp bất đắc dĩ, người lao động thực hiện cách ly do tiếp xúc với người mắc COVID-19. Song theo các chuyên gia, quyền lợi cho người lao động vẫn cần được đảm bảo. Quy định ở cái khoản 3 thì nói rất là rõ, trong trường hợp người lao động phải nghỉ việc do các cái điều kiện là mà không lỗi của người sử dụng lao động, cũng không phải lỗi của người lao động, mà do các cái trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thì trong trường hợp này pháp luật đã quy định tiền lương của người lao động được do hai bên thỏa thuận, nhưng mà cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Trao đổi về vấn đề này, luật sư Lê Duy Truyền cho rằng, về mặt pháp lý, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Khi nó liên quan đến cái câu chuyện dịch bệnh rồi, thì rõ ràng tác động là từ nhiều phía. Người sử dụng lao động cũng bị ảnh hưởng và người lao động cũng bị ảnh hưởng. Ở đây nó là nguyên tắc là ngang bằng với nhau. Trong trường hợp này, người lao động hoàn toàn cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người lao động. Tại thời điểm này thì cần sự đồng lòng chung sức chia sẻ của tất cả các bên, cố gắng để đảm bảo các khoản chi trả tối thiểu liên quan đến cái vấn đề công ăn việc làm. Dù đã có những quy định cứng, song tinh thần thượng tôn của pháp luật là hướng đến sự hài hòa, bảo vệ quyền và lợi ích cho các bên trong quan hệ lao động. Thay vì chờ đợi chính sách, sự đồng hành của người lao động cùng doanh nghiệp sẽ là động lực quan trọng để cả hai cùng vượt khó, ổn định kinh tế và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị, chúng ta tiếp tục đến với phần 4 của bản tin 24/7. Sàn thương mại điện tử chạy đua mùa dịch ra sao? Sau đây sẽ là phần tin hấp dẫn của phần 4 trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong mùa dịch COVID-19, mua sắm qua các trang thương mại điện tử ghi nhận có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này cũng buộc các sàn phải linh hoạt các kế hoạch cung ứng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tăng vọt cũng như các khó khăn trong việc giao nhận khi yêu cầu cách ly xã hội. Và để hiểu rõ hơn về việc chạy đua của các sàn trong mùa dịch COVID này ra sao, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc sàn thương mại điện tử Tiki. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa anh, thì thương mại điện tử thì được nhận xét là trong cái mùa dịch Covid này thì đang có những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Về phía sàn thương mại điện tử Tiki thì Tiki nhận thấy những cái thay đổi như thế nào trong cái xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trên thương mại điện tử trong cái giai đoạn hiện nay? Về mặt công ty Tiki mình thì bên mình nhận thấy là cái sự thay đổi nó rất là lớn so với các năm khác. Các năm khác thì thường là quý 1 là cái quý mà có cái nhu cầu rất là thấp, bởi vì là thứ nhất là có Tết. Thứ hai là có quý 4 là quý mà thường là khách hàng mua sắm rất là nhiều. Vì vậy nên là quý 1 thường các năm thì nhu cầu nó không cao đâu. Nhưng mà năm nay là đặc biệt là cái sự tăng trưởng rất là lớn, là tăng 20% sau mỗi tháng và ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc khắp các ngành chứ không chỉ là các ngành liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Trước cái sự gia tăng của nhu cầu của người tiêu dùng như vậy thì Tiki đã có cái kế hoạch gọi là cung ứng hàng hóa cũng như là kiểm soát cái hàng hóa như thế nào trong cái giai đoạn hiện nay? Tiki thì có một cái sự lợi thế về mặt mô hình hoạt động kinh doanh, thì trong đó có hai lợi thế lớn. Lợi thế đầu tiên là Tiki có một mô hình là Tiki Trading, là mô hình bán lẻ, là Tiki đã mua sẵn hàng và trữ sẵn trong kho, nên là những cái lúc mà demand, những cái nhu cầu nó khan hiếm như vậy thì rất là phù hợp. Thứ hai là Tiki có một đội ngũ giao hàng riêng, và vì là cái đội ngũ giao hàng riêng và Tiki có sự kiểm soát từ kho cho đến giao nhận cho khách hàng cuối cùng, nên có thể đảm bảo được cái chất lượng cũng như là cái an toàn trong việc bảo vệ sức khỏe cho người giao lẫn người nhận. Thì bản chất thì lâu nay thì Tiki cũng đã làm rất là chặt trong cái quy trình làm việc với lại các nhà bán hàng. Thì cụ thể là trước ngày 19 tháng 2 thì có khoảng 35 trường hợp nhà bán hàng là vi phạm, chẳng hạn như là thổi giá cũng như là có những trường hợp đầu cơ tích trữ.
Nhưng mà sau khi Tiki đã xử lý trường hợp đó thì đến nay thì chưa có phát hiện thêm những trường hợp nào thêm. Trong cái bối cảnh mà như anh cũng biết là cái dịch thì đang diễn biến rất là phức tạp và có nhiều cái đơn vị phải chịu ảnh hưởng bởi cái dịch này, thì tình hình gọi là cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp cho các cái khách hàng thì có gặp cái trở ngại khó khăn gì không, đặc biệt là cái công tác chuẩn bị hàng cũng như là vận chuyển? Trong ngắn hạn thì có thể là một số nhà mặt hàng nó sẽ chậm hơn bình thường. Cái nguyên tắc của hoạt động của Tiki bây giờ là mình sẽ ưu tiên để giao những cái đơn hàng mà nó cần thiết cho khách hàng hơn, chẳng hạn như là về sức khỏe, mà về bách hóa và ăn uống thực phẩm. Còn những mặt hàng mà Tiki suy nghĩ là không thiết yếu thì có thể là mình sẽ giao chậm hơn bình thường. Tại vì khi mà cái nhu cầu nó tăng nhanh như vậy thì thật sự là cái đội ngũ giao hàng của Tiki cũng chịu rất là nhiều sức ép về mặt đáp ứng được cái nhu cầu đó. Vì vậy nên là cái việc ưu tiên và phân loại nhu cầu khách hàng là cực quan trọng để có thể đảm bảo được những mặt hàng thiết yếu, chẳng hạn như nước rửa tay, khẩu trang, đồ ăn sẵn, hoặc là những mặt hàng mà liên quan đến sức khỏe thì mình sẽ giao hàng nhanh nhất có thể. Còn những mặt hàng mà nó không có cái sự nhạy cảm về mặt thời gian thì có thể là mình giao sau để đảm bảo được là cái sự vận hành được thông suốt và những cái nhu cầu thiết yếu nhất được việc đáp ứng. Trước cái gọi là cái nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng đối với thương mại điện tử thì các cái sàn thương mại điện tử theo quan sát anh thì có cái sự mở rộng về các cái nhóm ngành hàng như thế nào để mà gọi là phục vụ cái nhu cầu đã mua sắm đa dạng hơn của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những mặt hàng thực phẩm hay? Sẽ có Tiki hiện đang có một số những dự án rất là thú vị để có thể mang đến cho khách hàng có những sự lựa chọn đa dạng hơn trong tương lai gần. Hiện nay thì CBS là chưa tiết lộ được, nhưng mà nó sẽ là dự án mà trong vòng một vài tháng tới thì Tiki sẽ triển khai và sẽ hứa hẹn là mang lại rất nhiều giá trị cho người tiêu dùng. Theo nhiều hãng nghiên cứu thị trường thì cái xu hướng mà chuyển sang mua sắm trên thương mại điện tử của người tiêu dùng thì nó sẽ là những cái xu hướng lâu dài chứ không chỉ là trong cái mùa dịch hiện nay thôi. Vậy thì trước cái nhận định như vậy của các nhà nghiên cứu thì các cái sàn thương mại điện tử như Tiki thì có một cái chiến lược như thế nào để gọi là nắm bắt cái cơ hội này? Cái mùa dịch này là một cái dịp để mà nó thúc đẩy cái việc mua sắm online được nhanh hơn. Và trong cái xu hướng dài hạn thì doanh nghiệp cũng tin rằng là tương lai là sẽ là mua sắm online. Vì vậy nên trong cái thời gian này thì Tiki cũng sẽ đẩy mạnh để phối hợp với lại các cái cửa hàng offline, là những cái cửa hàng bán lẻ truyền thống, để mình có thể xây dựng được một cái sự phối hợp giữa hai kênh bán hàng để có thể mang lại khách hàng một cái sự hiệu quả tốt hơn. Vì vậy nên là tại vì Tiki luôn nghĩ rằng là Tiki sẽ không bao giờ sẽ tồn tại một mình được. Tiki sẽ luôn luôn cần những đối tác, cần những bên hợp tác với mình. Vì vậy nên là nhân cái cơ hội này thì mọi bên đoàn kết với nhau để có thể đẩy mạnh được những cái mô hình hoạt động kinh doanh mà đôi bên cùng có lợi để mà cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Mời quý vị tiếp tục đồng hành với Phương Thúy trong bản tin ngày hôm nay với những thông tin cuối cùng hấp dẫn sau đây. Đưa Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước vào năm 2020. Đề xuất giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Mời quý vị đến với những thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2025, thành phố sẽ nâng cấp đầu tư hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học, tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả văn hóa đọc, phấn đấu đạt 80% học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống thư viện công cộng thường xuyên, 20-25% người dân ở khu vực nông thôn, 15-20% người dân ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được tiếp cận sách, báo, tài liệu. Mục tiêu phấn đấu của thành phố đến năm 2030 là đưa Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước. Xuất bản là một trong những ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô. Thưa quý vị, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, với chủ trương đặt sự an toàn cho du khách lên hàng đầu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã dừng toàn bộ các tour kích cầu nội địa trong thời gian tới. Theo ghi nhận tại các đơn vị lữ hành tham gia kích cầu nội địa, tour đi các điểm Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên từ tháng 3 đến tháng 5 đã bán gần hết. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, tất cả các đoàn sẽ không khởi hành trong thời gian này. Cái liên minh kích cầu là một cái nhằm phục hồi ngành du lịch thời điểm đầu và chọn những điểm đến là điểm đến an toàn để là du khách vẫn có thể đi du lịch. Nhưng đến thời điểm này thực sự là khi dịch bệnh đã bùng phát
như thế thì cái vấn đề coi như là lựa chọn điểm đến cũng như di chuyển cũng là một cái cực kỳ lo lắng đối với ngành du lịch. Đấy, vì vậy coi như cái vấn đề dừng cái kích cầu thời điểm này. Hiện các tỉnh tham gia chương trình kích cầu du lịch đã từng đón khách, nhiều địa phương cũng đóng cửa điểm đến, dịch vụ vui chơi giải trí để tập trung phòng chống dịch. Theo các doanh nghiệp lữ hành, đây là thời điểm thị trường du lịch Việt Nam đang đóng băng hoàn toàn. Với những khách hàng đăng ký tour kích cầu trong thời gian tháng 3 và tháng 4 sẽ được hoàn tiền 100%. Với khách hàng đăng ký tour xa sẽ có chính sách điều chỉnh phù hợp vào thời điểm đó. Thì trước mắt với hàng không Việt Nam thì hàng không Việt Nam đã hoàn toàn ủng hộ liên minh bằng cái việc là những cái booking nào mà chưa khởi hành thì hàng không Việt Nam cũng đã cho phép là dừng, và chúng tôi cũng sẽ tiến hành là hoàn toàn với chi phí cho du khách. Với một số các cái nhà cung cấp dịch vụ khác như khách sạn, như các đội xe thì họ sẵn sàng là hoàn trả lại cái chi phí để chúng tôi hoàn trả cho khách hàng. Chương trình kích cầu sau một thời gian ngắn triển khai đã nhận được những hiệu ứng tích cực từ du khách bởi cam kết sản phẩm an toàn, giá ưu đãi. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì liên minh kích cầu và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm. Chương trình kích cầu sẽ được khởi động trở lại khi dịch được kiểm soát. Trước những tác động do dịch bệnh gây ra, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhau thực hiện thắt lưng buộc bụng và chuẩn bị các giải pháp đón đầu khi dịch đi qua. Khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Khu vực này vốn luôn đông đúc, nhộn nhịp cảnh đón khách, mua sắm, ăn uống, thì nay thay vào đó là hình ảnh ảm đạm vắng vẻ. Các nhà hàng, quán xá, khách sạn buộc phải đóng cửa chờ dịch bệnh đi qua. Tranh thủ thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã bố trí kinh phí đào tạo lại nguồn lao động cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại trường Đại học Hạ Long. Hiện các đơn vị đang lên kế hoạch triển khai. Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cũng đã có nhiều động thái, kiến nghị với tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch. Nhắm vào cái nguồn khách nội địa. Cho nên là hiện nay giờ phút này thì cũng đang tiến hành cũng là xây dựng các cái tour kích cầu và các cái khách sạn thì các cái điểm ví dụ như là ô tô, tàu thuyền, khách sạn, nhà hàng thì đều đăng ký, có một số các cái đơn vị đã đăng ký. Không đứng nhìn hay kêu than, nhiều doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Quảng Ninh đang cùng nhau thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi tiêu, tổ chức đào tạo nhân viên, sửa chữa cơ sở vật chất và xây dựng sẵn chiến lược, tìm kiếm đối tác, thị trường mới để có thể tự tin vực dậy sau khi hết dịch. Thưa quý vị, đến thời điểm này, thiệt hại do ảnh hưởng dịch COVID-19 gây ra đã thấy rõ với ngành du lịch. Công suất phòng giảm sâu, nhiều cơ sở lưu trú không một bóng khách, lượng tour bị hủy ngày càng nhiều. Trong đó, thì ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị thiệt hại nặng nề. Theo đánh giá của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu đã giảm từ 50 đến 80%. Công suất buồng phòng của các khách sạn chỉ đạt dưới 10%, có những đơn vị chỉ đạt 5-7% và sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp du lịch đang rất cần sự đồng hành và hỗ trợ tối đa của chính quyền địa phương. Trước hết là vấn đề liên quan đến thuế. Thì tôi nghĩ là một số doanh nghiệp bây giờ đang phải chịu cái thuế đất tương đối là cao, nên thời điểm này là thời điểm mà chính quyền nên nghĩ đến chuyện mà giảm thuế đất, thậm chí là cho rời thời gian nộp thuế đất. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ họp lại trong cái ban giám đốc sở để đề nghị những cái biện pháp hỗ trợ liên quan đến hoạt động tiền tệ ngân hàng, như là cơ cấu lại cái thời gian trả nợ nè, rồi miễn giảm lãi vay, rồi giữ nguyên nhóm nợ, rồi cho vay mới v.v. Trước mắt để ứng phó với khủng hoảng, các doanh nghiệp du lịch đang cố gắng cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng cho nhân viên nghỉ việc luân phiên để đảm bảo thu nhập tối thiểu cho mỗi người. Về lâu dài, các doanh nghiệp đang cùng nhau tìm giải pháp để cùng địa phương xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến an toàn, thân thiện và sẵn sàng triển khai các giải pháp kích cầu khi dịch bệnh đi qua. Trước tình hình ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng cho tiêu dùng du lịch và các doanh nghiệp du lịch, giảm chi phí môi trường cho các doanh nghiệp du lịch, giảm thuế khoản đối với các hộ kinh doanh du lịch cá thể trong năm 2020, triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời đề nghị chính phủ nghiên cứu miễn phí cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay đến các thị trường quốc tế tiềm năng. Các địa phương doanh nghiệp du lịch tập trung xây dựng, triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa và quốc tế sau khi Việt Nam công bố hết dịch.
Thưa quý vị, Bắc Ninh nổi tiếng là địa phương có mật độ di tích danh lam thắng cảnh dày đặc. Bên cạnh đó thì nơi đây còn lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia. Vừa qua thì trong danh sách 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận, Bắc Ninh có thêm 2 bảo vật là cửa võng Đình Diềm và 12 tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu Bắc Ninh. Ông Nguyễn Ngọc Bích luôn tự hào được dân làng tín nhiệm bầu giữ chức đình làng Diềm, ngôi đình mà gắn bó từ thời ấu thơ. Càng tự hào hơn khi bức cửa võng của đình làng ông vừa được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia. Cái ý thức của mỗi người dân chúng tôi là luôn luôn là bảo vệ và nhắc nhở con cháu là có ý thức để bảo vệ cho cái ngôi đình này được bảo tồn lâu được dài. Và chúng tôi cũng đã từng nói với con với cháu là không phải là của riêng làng mình mà đây là còn là của quốc gia, của chung nhân loại chứ không phải của riêng làng mình. Còn đây là Văn Miếu của tỉnh Bắc Ninh, nơi lưu giữ 12 tấm bia tiến sĩ ghi thông tin của 678 vị đại khoa và các danh nhân văn hóa khoa bảng nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái phương án để đề xuất với lãnh đạo sở và trình văn tỉnh sẽ có một cái đề án riêng để cho cái việc bảo tồn phát huy cái hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh nói chung và các cái hiện vật quý ở trong các di tích nói riêng. Hiện tỉnh Bắc Ninh có 10 nhóm bảo vật quốc gia. Các bảo vật này nằm trong không gian di tích có chất liệu bằng gỗ hoặc bằng đá. Đây là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa và lịch sử, mang đậm nét đặc trưng của đất Kinh Bắc, Bắc Ninh. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là Phương Thúy không cần phải nói thì quý vị cũng đã biết được là thị trường chứng khoán của chúng ta trong thời gian vừa rồi khá giằng co. Và để hiểu rõ hơn về thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua thì ngày hôm nay Phương Thúy có mời đến trường quay anh Nguyễn Quốc Đại, anh là Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Đại. Như chúng ta cũng đã biết thì là chúng ta đã có một cái tuần giao dịch khá là đầy biến động. Nhưng mà thực ra thì các cái hoạt động giao dịch trên thị trường dường như là vẫn đang diễn ra khá là sôi động. Vậy anh có chia sẻ gì cho các nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại không? Điểm sơ về cái hoạt động giao dịch trong tuần vừa qua thì đại thấy là thị trường có rất là nhiều dấu hiệu tạo đáy. Thứ nhất là cái đà giảm từ ngay đầu tuần đã bắt đầu là chững lại. Chỉ có phiên đầu tuần là bữa thứ hai 30 tháng 3 thì thị trường mất gần 5%. Tuy nhiên đó, sau đó thì bắt đầu là thị trường có tín hiệu hồi phục và những cái bước hồi phục chậm mà chắc. Điều này cho thấy là dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại giải ngân, mặt bằng giá cổ phiếu nó đã đủ hấp dẫn để kéo những nhà đầu tư dài hạn trở lại với thị trường. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy thì sau khi mà chạm cái ngưỡng 662 điểm, chỉ số VN Index tính tới thời điểm này đã tăng phục hồi được hơn 5%. Do đó thì đại tin rằng tuần này là cái tuần thị trường đã chính thức tạo đáy và chúng ta chờ thêm những cái động thái mới của những doanh nghiệp niêm yết cũng như là của các cơ quan quản lý để giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ hơn nữa. Dạ vâng, ở thời điểm này thì anh cũng có chia sẻ có thể là thị trường ở tuần này có thể sẽ là đã tạo đáy rồi. Nhưng dường như tâm lý của các nhà đầu tư của chúng ta vẫn đang rất là thận trọng trước những diễn biến trong cái phiên giao dịch trước đây. Vậy anh, ở thời điểm hiện tại này, anh có điều gì muốn chia sẻ với các nhà đầu tư? Hay là anh có điều gì muốn khuyến nghị với họ hay không? Nhìn chung thì đa phần tâm lý những nhà đầu tư lướt sóng trong giai đoạn này thực sự là họ trải qua một cái cơn bán tháo và hoảng loạn. Thì cái niềm tin của giới đầu tư lướt sóng thì gần như là đã về zero rồi, gần như không còn nữa. Tuy nhiên thì chúng ta thấy thì chính cái đà hồi phục dần dần và cái dòng tiền bắt đáy ngày càng lớn hơn, chỉ số hồi phục ở một mức hợp lý hơn, không còn biến động giảm mạnh và giảm hết biên độ, thì chúng ta thấy thì gần như đây là cơ hội cho những cái nhà đầu tư có sẵn dòng tiền mặt tốt và cái mục tiêu đầu tư dài hạn hơn, đầu tư vào những doanh nghiệp tốt hơn. Và đặc biệt là trong cái bộ chỉ số VN30, rất nhiều cổ phiếu đã về vùng giá lịch sử trong vòng 4-5 năm trở lại đây. Thì chúng ta thấy thì điều này thị trường nhìn chung thì sẽ
gây những cái thời điểm, sẽ có những cái thời điểm mà nó gây cho nhà đầu tư là gần như là muốn thoát ra khỏi thị trường, bỏ chạy khỏi thị trường. Tuy nhiên thì với cái mức giá cổ phiếu quá hấp dẫn trong thời điểm hiện tại, nó đã kéo những nhà đầu tư thông minh quay trở lại với thị trường, và chúng ta thấy là cái đà hồi phục trong hai phiên, phiên ngày thứ năm, phiên ngày thứ tư ngày hôm trước trước lễ và phiên sáng ngày hôm nay, thì đã tin rằng là thị trường sẽ sớm hồi phục và những nhà đầu tư lướt sóng sẽ sớm quay lại thị trường, tạo nên cái độ sôi động như trước khi mà dịch corona xảy ra. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã biết đang là mùa kết quả báo cáo kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp phải không ạ? Nhưng mà có thông tin thì là phải đến có hơn 20.000 doanh nghiệp đã tạm dừng kinh doanh và đã không còn hoạt động. Và liệu rằng những cái kết quả kinh doanh mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nó có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ở thời điểm này hay không? Thực chất thì tác động của dịch bệnh lần này nó lan tỏa toàn cầu. Tất cả các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng. Và như chúng ta thấy thì gần đây có cái thông tin là dù là dịch bệnh nhưng mà GDP Việt Nam vẫn có một cái mức tăng trưởng. Tuy nó thấp hơn cái kỳ vọng một chút, tuy nhiên thì điều đó cũng có phát ra một cái tín hiệu khá là khả quan là doanh nghiệp của chúng ta vẫn cũng khá là ổn. Bên cạnh đó thì với cái lực cầu quay lại thị trường thì chúng ta thấy thì đại đa số nhà đầu tư sẽ đánh giá là thị trường sẽ chắc chắn sẽ hồi phục và các doanh nghiệp sẽ sớm quay trở lại cái việc sản xuất. Do đó cái kết quả kinh doanh quý 1 nếu mà nó có không đúng với cái dự báo của thị trường thì chúng ta thấy thì sớm muộn thì doanh nghiệp cũng sẽ hồi phục sản xuất kinh doanh và mọi thứ nó sẽ lại trở lại về như cũ. Do đó thì cái kết quả quý 1 có thể nhiều dự báo lắm, nhưng mà đa phần là không có mấy lạc quan. Tuy nhiên thì đại nghĩ khi mà cái dịch bệnh này kết thúc thì các doanh nghiệp sẽ hồi phục rất là nhanh. GDP của Việt Nam của chúng ta đã có một cái mức thấp nhất trong lịch sử nhiều năm trở lại đây. Nhưng dường như là đó là một cái đại dịch của toàn cầu, nó ảnh hưởng kinh tế của toàn cầu. Và Việt Nam thì hiện tại vẫn đang đứng đầu về Đông Á Thái Bình Dương về chỉ số GDP. Vậy ở trong thời điểm này thì anh nhận định về xu thế tháng 4 của thị trường sẽ diễn ra như thế nào? Với cái đà hồi phục ngắn hạn như vậy, thì tại đang chờ kiểm định lại cái vùng của VN-Index là 746 điểm. Cái điểm này đối với Đại thì nó là một cái ngưỡng kháng cự về mặt tâm lý cũng như về mặt kêu bằng là kỹ thuật. Nếu vượt qua vùng này sớm trong tháng 4 này thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái dịch bệnh này nó sẽ được giải quyết rất là nhanh chóng và gần như là dòng tiền bắt đáy trong thời điểm hiện tại là đầu tháng 4. Chắc chắn là sẽ có một cái thành quả rất là ngọt ngào. Như chúng ta thấy thì rất là nhiều doanh nghiệp, rất là chủ doanh nghiệp họ đã bắt đầu đăng ký mua vào khá là nhiều cổ phiếu của công ty mình quản lý hay là công ty mình đang sở hữu. Thì điều này cũng phát ra một tín hiệu là thực chất thì mặt bằng giá cổ phiếu nó đã dưới giá trị sổ sách rất là nhiều. Rất là nhiều doanh nghiệp có cái chỉ số thị giá trên book value thì chúng ta thấy là cái chỉ số nó rất là thấp, thậm chí có một số doanh nghiệp là nó có về còn có 0.3 mươi mấy. Thì đó là cái điểm mà hấp dẫn, cái thị giá hiện tại quá hấp dẫn. Do đó thì thị trường chắc chắn sẽ hồi phục. Tuy nhiên thì cái đà hồi phục nhanh hay chậm tùy theo thứ nhất là cái việc mà kết quả kinh doanh quý 1 của doanh nghiệp là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dòng tiền giải ngân vào cái cổ phiếu đó. Tuy nhiên một niềm tin là thị trường chắc chắn là sẽ hồi phục sớm thôi. Dạ vâng. Hy vọng là như anh đã chia sẻ, hy vọng là đây đã là gần như là đáy của thị trường và thị trường chúng ta sẽ dần dần sẽ hồi phục trong thời gian tới. Cảm ơn anh Đại đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cuộc chia sẻ với anh Nguyễn Quốc Đại cũng đã kết thúc bản tin 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc tại nhà cuối tuần thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.